Anh em vừa thấy mình vừa mới chụp hình từ một cái đèn flash, nhìn nó rất là đẹp ha, nó rất là classic, nó rất là retro. Nó tên là Godox Lux Cadet, là cái sản phẩm thế hệ tiếp theo của cái sản phẩm Lux Senior năm ngoái mà Godox giới thiệu ra thị trường. Thị trường đã tiếp nhận cái Lux Senior rất là tích cực, kể cả Lux Junior cũng rất là tích cực luôn ha. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái sản phẩm này, nó có khá nhiều điểm cải tiến, bên cạnh đó là mức giá nó còn rẻ hơn nữa, rất là tuyệt vời luôn. Vào video nha. Thông số chi tiết thì mình cũng để trên màn hình để anh em có thể tham khảo rõ hơn. Cái phần ngoại hình này anh em thấy không? Nhỏ nhắn, nó không phải là được làm dạng dẹt giống như là cái chiếc Lux Senior hồi năm ngoái, mà nó được dạng làm gập ra gập vô như thế này. Mình thấy thích cái kiểu thiết kế này hơn, tại vì anh em biết sao không? Nếu như năm ngoái chúng ta phải gấp rồi chúng ta đẩy lên, xong sau đó chúng ta phải gạt một cái nút, chúng ta mới sử dụng được cái chiếc Senior, thì năm nay anh em chỉ cần cầm hai cái tay như thế này, đó, rụt ra, rụt vô như thế này là anh em có thể gập mở được cái chiếc Cadet này. Như vậy thì chúng ta sẽ không phải chạm vào cái đèn dây tóc ở phía bên trong này. Mình rất là ngại cái câu chuyện mà phải lấy cái tay của mình nhấn ra nhấn vô mỗi lần mà chúng ta sử dụng cái chiếc Senior đời cũ. Và cái phần chóa đèn nó vẫn được làm dạng cánh giống như con Senior đời cũ, nhưng mà nó không được làm to ra nữa. Bây giờ thì nó nhỏ nhắn giống như là cái cành hoa như vậy thôi, so với cái bàn tay của mình nè, nó rất là xinh xắn. Ở phía mặt sau mọi cái thông số gần như giữ nguyên giống như là cái chiếc Senior năm ngoái. Anh em có thể thấy là khi mà để chế độ auto nè, cũng là f2.8, ISO về cơ bản nhất là 100, và cái khoảng cách cũng là từ 0.5 cho tới 4. Tí hồi thì mình sẽ nói với anh em kỹ hơn về cách mà chúng ta sử dụng nó. Những bạn nào mà rành rồi hơn, những bạn nào chuyên nghiệp trong vấn đề flash thì chúng ta bục vô một cái chúng ta sẽ sử dụng được ngay. Nhưng mà cái con này nó sử dụng rất là dễ nha. Anh em thấy mình để chế độ A nè, auto nè, thì tí hồi mình sẽ nói kỹ hơn với anh em về cái phần đó. Và ở phía dưới này, cái phần hot shoe được làm từ chất liệu kim loại, nó không được làm từ nhựa giống như một số sản phẩm giá rẻ khác ở trên thị trường, cho nên là em đừng có lo cái câu chuyện mà nó bị gãy nha. Còn ở phía bên ngoặt ngoài này thì vần nhiều là mình thấy vẫn làm từ nhựa, và da ở đây là da tổng hợp chứ không phải là da thiệt. Thì đương nhiên là một cái sản phẩm mà 2,4 triệu thì không thể nào là có chất lượng hoàn thiện từ da thiệt được. Nhưng mà cái chất liệu nhựa này Godox họ sử dụng, anh em thấy là nó mang một cái gì đó hơi hướng cổ điển, nó classic, nó retro lắm. Về phần nhìn ha, thì rõ ràng là cái chiếc Cadet này nó nhỏ hơn chiếc Lux Senior khi mà bung ra, nhưng mà khi lặp lại thì nó cũng nhẹ hơn kha khá. Cái trọng lượng của nó để mình nhớ coi, 171 gram, và dài này là 9.4 cm đó. Nó nhỏ hơn khá là đáng kể, tức là ở cái chiều này thì nó không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng mà khi anh em cầm ở trên tay này thì nó sẽ nhỏ hơn khá là đáng kể đó. Và bên cạnh đó thì nó cũng chỉ có một cái màu sắc duy nhất. Mình thấy là một cái màu bạc này là đủ rồi, khi lắp vào chiếc máy nào nó cũng hợp, nhìn nó retro, nó classic. Thay vì chúng ta sẽ sử dụng những cái đèn ví dụ như con T350 ở đây, cũng là của Godox luôn ha, anh em có thể so sánh cái kích thước của nó. Nhưng mà những cái con như thế này thì nó lại có tốc độ nó nhanh hơn, tí hồi thì mình sẽ chia sẻ với anh em kỹ hơn. Tạm thời thì bỏ cái flash này qua một bên. Bên trong hộp thì anh em sẽ có một cái túi nè, ở đây có cái logo Godox này không, để đi kèm khi mà sách đi đâu chúng ta sẽ đựng cái đèn này vào trong cái túi đó. Chúng ta sẽ có một cái sợi dây trigger nữa ha. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có một cái sợi dây USB-C, một đầu A và một đầu USB-C để sạc cho cái sản phẩm này. Vậy thôi, cơ bản là bên trong hộp phụ kiện nó chỉ có thế, nó hết rồi. Cái phần tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với anh em đó là cái phần mặt sau này và cái khả năng sử dụng của nó. Đó, đầu tiên là muốn sử dụng chúng ta phải bật cái này lên. Đó, lúc đầu nó off rồi, nó không có gì hết. Chúng ta gạt qua M, chế độ manual, chúng ta gạt cái nữa, chế độ auto. Thì khi nào mà nó xanh như vậy thì chúng ta mới sử dụng được. Còn vẫn là mở ha, nhưng mà chúng ta gập cái này vô thì nó sẽ màu đỏ, đỏ là không sử dụng được. Bây giờ giả sử mình để chế độ A đi, thì ở chế độ A này thì cái đèn flash nó sẽ tự động tính toán cho anh em, ví dụ như ISO 100, 200, 400 thì nó sẽ bật cái nguồn sáng đó là bao nhiêu, ví dụ 1/8 hay là 1/2 giây hay là full power. Ở cái chế độ M này rất là dễ dàng sử dụng luôn. Bây giờ mình lấy ví dụ một cái cho anh em coi ha. Ví dụ như ở trên máy ảnh mình đang thiết lập cái ISO của nó là ISO 400 đi, và sau đó thì cái khoảng cách mà mình nhận được là ví dụ như khoảng cách ở đây là 4m. Rồi bây giờ thì cái khẩu độ ở trên máy của mình mình đang để là khẩu 5.6 đi. Ở cái khúc mà 5.6 thì cái mức power của nó phải là full. Mình vặn về làm sao cho cái mũi tên màu đỏ nó nằm ở mức full và khẩu độ là 5.6, thì khi này chúng ta cứ thế mà chụp thôi. Ví dụ như bây giờ khoảng cách của mình nó chỉ còn là 2m thôi, từ khoảng cách từ máy ảnh tới chủ thể nha, và mức ISO vẫn là 400. Mình xoay cái mức khoảng cách nó sẽ là nằm số 2, và số 2 nó sẽ tương ứng với con số 400.
Và lúc này mình vẫn chụp ở khẩu 5.6. Thì cái phần 5.6 này á, mình xoay lại về cái phần mũi tên á, thì nó là cái tốc độ của đèn flash nó chỉ là 1/4 thôi. Như vậy thì anh em cứ chụp manual, thiệt ra là cái khả năng mà chúng ta kiểm soát cái máy ảnh thôi, chứ nó không quá khó đâu anh em. Bên cạnh đó thì ở mặt sau này nó còn một nút gạt nữa, đó là off nè, S1, S2 nè. Thì khi này anh em có thể sử dụng cái chế độ này khi mà anh em sử dụng hai đèn, tức là anh em có thể set cái đèn flash này nó ở kênh 1 hoặc là set đèn flash này nó ở kênh 2, tùy vào cái mức nhu cầu sử dụng của anh em. Còn nếu anh em chỉ sử dụng một mình nó thì anh em cứ để off thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với nguyên nhân mà vì sao mà nó cái chiếc Lux Cadet này nó hoàn thiện hơn với sản phẩm đời cũ. Anh em nhớ là cái chiếc Lux Senior có cái thời gian recycle time á, nó rất là lâu, nó trên 3 giây và mình đồ đâu đó nó phải 4 giây. Còn á, cái chiếc Cadet này, anh em thử nha, mình xem nè, chụp nè. Đó. Đó, gần như á, là chúng ta sẽ chỉ mất khoảng độ đâu đó 1 giây hoặc là hơn 1 giây tí xíu để chúng ta recycle time lại thôi. Cho nên á, là anh em cứ chụp liên tục trong những cái buổi tiệc hoặc là trong những cái buổi event á, mà chúng ta cần sử dụng nhanh á, thì chúng ta vẫn có thể chụp được. Nó sẽ không bằng những cái sản phẩm này đâu. Ví dụ như sản phẩm này á, thời gian recycle time nó chưa tới 1 giây hoặc là không phải mấy giây thôi, nhưng mà cái con này thì nó phải mất hơn 1 giây. Nhưng mà anh em không thể so những cái sản phẩm nó đẹp, nó retro, nó classic như vậy với những cái sản phẩm chuyên nghiệp giống như thế này được. Chưa kể những cái chiếc đèn flash lớn hơn thì recycle time nó sẽ còn lâu hơn nữa. Nhưng mà đối với mình như vậy là quá đủ rồi. Mình không cần một cái gì đó quá nhanh chóng, mình không đi event, mình cũng không đi chụp cưới. Cái đơn giản của mình là mình làm sao mình chụp chill chill, mình chụp thư giãn. Đó, mình chụp những cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy ok, cho nên là cái recycle time như thế này là quá đủ đối với mình rồi. Bên cạnh đó, cái nguyên nhân thứ hai mà nó được nâng cấp lên đó chính là thời lượng pin. Cũng là 1700 mAh nha, nhưng mà cái con Lux Senior thì nó chụp được đâu đó khoảng độ 200 tấm hoặc là hơn 200 tấm tí xíu, hoặc tùy vào những cái chế độ anh em sử dụng và tùy vào cái lượng flash anh em đánh ra nữa. Thì nếu mà anh em sử dụng tiết kiệm lắm thì nó sẽ được 300 tấm, nhưng mà Godox công bố cái con Senior sử dụng được là 550 tấm, không bao giờ có được cái con số đó đâu, trừ khi anh em phải chụp tiết kiệm lắm. Còn cái con này Godox công bố là nó sử dụng được 620 tấm. Mình ở đây mình chụp thử là khoảng hơn 300 tấm rồi và nó vẫn chưa hết pin. Mình nghĩ là nó sẽ sử dụng được đâu đó khoảng độ từ 400. Cái lượng pin của nó tốt hơn rất là nhiều và bây giờ nó vẫn chưa hết pin. Mình chưa sạc lại nó một lần nào, nhưng mà mình nghĩ là cái thời gian sử dụng pin nó sẽ lâu hơn rất là nhiều đó. Và cái câu hỏi sẽ được đặt ra là cái sản phẩm này dành cho ai? Trước đây thì mình chỉ nghĩ tới những cái sản phẩm ví dụ như Fujifilm như thế này, hoặc là những cái con máy Leica, hoặc cùng lắm là những cái máy phim cổ điển giống như thế này thôi. Nhưng mà bây giờ anh em thấy là Nikon cũng đang chạy theo cái trào lưu là retro cổ điển. Bây giờ mình lắp thử cho anh em để mình chụp thử cho anh em coi ha. Đó, nó cũng sáng ha, Fujifilm nè. Đó. Thì á, những chiếc máy ví dụ như Nikon ZF hoặc là Nikon ZFC nó cũng đang được làm lại retro hoặc là theo cái trào lưu mà người ta săn những chiếc máy ảnh phim như thế này. Nhưng mà máy phim phải có hot shoe nha. Ví dụ như cái con này á, cũng là máy phim nhưng mà nó chỉ có cold shoe thôi thì anh em không xài được nha. Máy phim phải có hot shoe, gắn lên nó cũng rất là đẹp, gắn lên nó cũng rất là hợp luôn và anh em có thể sử dụng nó. Thì Godox đang rất là thông minh khi mà họ tung ra cái dòng sản phẩm retro này ngay từ Senior năm ngoái hay là Junior từ năm ngoái, nó đã rất là thành công rồi. Anh em có thể thấy không, lắp lên một cái máy phim, mặc dù là cái body này là cái body SLR nha, nhưng mà nhìn nó vẫn khá là hợp. Chính vì Godox làm ra những cái sản phẩm như vậy cho nên là những cái chiếc flash của họ họ bán rất là chạy, từ đó kéo theo doanh số của Godox ngày càng tăng trưởng lên. Và trong cái thời kỳ mà người ta đang săn tìm những cái gì retro, những cái gì cổ điển thì Godox lại càng bán chạy những cái sản phẩm này. Đối với mình á, thì đây không phải là một sản phẩm dành cho những anh em làm dịch vụ, những anh em làm event, anh em làm cưới, trừ khi nha những anh em theo phong cách style retro cổ điển thì cái này không cần phải nói rồi, nó quá đẹp. Đây là cái con flash đẹp nhất mà mình từng sử dụng. Nhưng mà đối với những anh em nào mà chụp bùa liên tục mà những cái sự kiện thảm đỏ mà anh em không thể nào mà anh em bỏ qua cái thời gian mà người mẫu bước lên cái thảm đỏ chỉ 2-3 giây xong bước xuống mà anh em chỉ mất khoảnh khắc thôi là chết luôn, là coi như anh em đánh đổi cái sự nghiệp của mình, thì mình khuyên những anh em đó không nên mua cái con sản phẩm này. Còn cái chiếc Cadet này nó quá hợp đối với những anh em mà yêu thích cái sự cổ điển như mình. Ví dụ đây mình đang có M240, mình đang có X Pro 1, mình đang có một cái chiếc máy phim, thậm chí mình gắn lên cả DSLR nha. Gắn thì vẫn gắn được thôi, nhưng mà nhìn nó không hợp lắm. Chỉ cần là hot shoe anh em có thể gắn được và mình vẫn có thể sử dụng nó như bình thường, em thấy không? Cho nên với mức giá 2,4 triệu đồng mình nghĩ đây là một cái sản phẩm nó rất là hợp lý. Anh em có thể mua về sử dụng chơi chơi cũng được, mà anh em có thể làm việc hơi chuyên nghiệp một chút cũng được. Đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ với anh em về chiếc Lux Cadet, một cái sản phẩm nó rất là hay.
Bây giờ thì cảm ơn anh Đức Digital đã cho Tinh Tế mượn cái sản phẩm này để làm bài trên tay chia sẻ với anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Anh em có thể xem một vài bức hình mà mình chụp nha, nhìn nó cũng ấn tượng á.